Bạn nên biết sớm hơn về bất động sản xanh. Bất động sản xanh hay còn gọi là bất động sản bền vững là loại hình bất động sản được thiết kế, xây dựng và vận hành theo các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên. Mục tiêu chính của bất động sản xanh là giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho người sử dụng. Tiêu chuẩn xây dựng xanh là phải đạt được các chứng nhận từ các tổ chức uy tín. Thiết kế và xây dựng theo các tiêu chuẩn xanh bao gồm việc sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường và các công nghệ tiên tiến. Bất động sản xanh thường được thiết kế để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng bằng cách sử dụng hệ thống chiếu sáng LED, thiết bị tiết kiệm năng lượng và công nghệ quản lý năng lượng thông minh. Và các hệ thống năng lượng tái tạo như pin mặt trời, gió hoặc hệ thống điện nhiệt thường được tích hợp vào thiết kế để giảm phụ thuộc vào năng lượng từ các nguồn không tái tạo. Áp dụng các công nghệ tiết kiệm nước như hệ thống tưới tiêu thông minh, thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước và các giải pháp thu gom nước mưa. Hệ thống xử lý và tái sử dụng nước thải được tích hợp để giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước. Hướng đến bất động sản xanh là hướng đến tương lai. Vào ngay gulan.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.